Hai mọi người, lại là tôi đây. Chiều nay chúng tôi sẽ ăn món mì mọi người, mì hâu hảo chay mọi người, mì hâu hảo chay rau nấm mọi người, như trứng gà mọi người, uống phải sữa đá mọi người. Em mọi người, mì hâu hảo chay mọi người, mì hâu hảo chay rau nấm mọi người. Ly phơi sữa đá mọi người. Mày không hảo chai vô nấm mọi người. Muỗng rồi. Đổ rồi. Mời mọi người vô ăn không mọi người. Mình dai dai mình mềm mọi người. Ngon mọi người. Chúng đã mọi người. Cái trứng này bây giờ nghe mềm ngon cả đều à, ngay nước để hơi nhiều xíu mọi người, kiểu ăn cũng nhiều mọi người, nhưng mà kiểu tôi thích kiểu mà nó hơi đậm đà xíu mọi người, nước hơi nhiều nhưng mà ngon dai ngon. Mì hoa hảo chay vô nấm ăn ngon rồi, mềm mọi người, mì dai mềm mọi người, ăn ngon rồi, cà phê sữa đá thì ngọt mọi người, có gì đắng đắng mọi người, hầu đắng đắng. Chào tạm biệt mọi người nhé, chúc mọi người có một bữa chiều thật là ngon miệng, có một ngày thật là vui vẻ, bye mọi người.